Xin thưa các quý vị khán giả là tôi đã gặp anh Dũng một lần vào một buổi tối ở khách sạn Kim Liên ạ. Vâng, thế chúng ta giao lưu phần tiếp theo. Vâng, nhưng hôm đấy chúng ta làm gì nhỉ? Hôm đấy chúng ta có rất nhiều hoạt động giao lưu anh ạ. Tôi là một sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, được tham gia vào đại hội sinh viên thì có trường Bách Khoa và có trường Đại học Nông nghiệp, trường anh đúng không ạ? Vâng, hồi đấy tôi có làm gì sai trái hay thất thố gì không? Thực ra thì anh không làm gì sai trái với tôi, nhưng mà tôi nghĩ là ngày đấy mà các cái công nghệ hoặc là internet mà phát triển như bây giờ thì anh chắc là anh còn phải nổi tiếng hơn bây giờ. Vâng, gọi là rực cháy đấy. Rực cháy đấy, vì vâng. anh Dũng ngày xưa hát nhạc chế rất hay các vâng. quý vị ạ. Tôi vẫn muốn hát lại một câu mà câu này tôi thuộc đến tận bây giờ. Câu nếu gì mà đấy? Anh hát được câu thứ hai thì anh chính là anh Dũng, còn nếu không thì tôi nhầm. Vâng, cũng có thể không ảnh Dũng. Vâng, bạn hát thử câu đấy đi. Câu đấy là buông tôi ra vì tôi đã già rồi mà. Thôi được rồi, ok, tôi biết câu tiếp theo như nào rồi.